Nếu như hôm trước mình có mang đến cho các bạn những mẫu tản nhiệt khá đặc biệt khi mà nó sẽ có nam châm để phù hợp với những chiếc iPhone từ 12 trở lên, hoặc là chúng ta cũng có thể kết hợp với những cái vòng MagSafe được dán lên mặt lưng của điện thoại để có thể sử dụng một cách tiện lợi, thì hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một số mẫu tản nhiệt còn tiện lợi hơn nữa, khi mà chúng ta sẽ không cần phải cắm dây mỗi lúc mọi nơi mà nó sẽ có pin ở bên trong các bạn ạ. Cực kỳ tiện khi mà chúng ta mang ra ngoài và chơi game. Ok, chúng ta sẽ có những gì? Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Và tất cả những mẫu tản nhiệt này các bạn đều có thể mua chính thức thông qua web của phụ kiện Pico, hoặc là mua thông qua những sàn thương mại điện tử như là Lazada và Shopee của phụ kiện Pico thông qua đường link mà mình để phía bên dưới phần mô tả của video này nhé. Trước tiên thì mình sẽ lấy ra mẫu tản nhiệt nó nhẹ nhàng nhất, đó chính là mẫu L8. Bên trong chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt nhìn nó khá giống với cái mẫu Memo DL05 mà mình đã từng làm vào năm ngoái. Thế nhưng ở bên trong nó sẽ tích hợp nhiều hơn, có pin và chúng ta không cần phải cắm dây mọi lúc mọi nơi. Và tất nhiên thì các bạn cũng sẽ được tặng kèm thêm một sợi dây USB-C để có thể hỗ trợ sạc lại cho cái mẫu tản nhiệt này. Và như mình đã nói, với mẫu L8 này thì bên ngoài của nó khá giống với Memo DL05 của năm ngoái, vẫn là một cái thiết kế nó hơi to to ở bên trên phần quạt và thon thon lại ở phần dưới, nhưng nó đã có phần dày hơn đôi chút để có thể tích hợp được viên pin vào bên trong đây. Tất cả mọi thứ các bạn cần làm đó chính là lấy điện thoại ra, đặt lên điện thoại như thế này, mở ra, bấm cái nút nhỏ nhỏ bên dưới là nó chạy. Bên trong đây thì cũng có led RGB để cho chúng ta có phần nhìn gaming hơn, màu sắc hơn. Và cái quạt này nó cũng cực kỳ êm nhá. Các bạn thấy này, mình tắt đi này. Rồi mình mở lên này. Hoàn toàn không nghe thấy gì luôn. Nó cực kỳ êm nên nó sẽ đảm bảo thêm một yếu tố nữa, đó là yên lặng trong quá trình mà chúng ta chơi, không ảnh hưởng đến âm thanh khi mà các bạn sử dụng ra ngoài. Và khi mà các bạn muốn sạc pin cho cái chiếc tản nhiệt này thì chúng ta chỉ cần tháo dây ra, cắm dây USB-C vào dưới đáy của nó, rồi sau đó kết nối tới nguồn điện là chúng ta đã có thể sạc được cho cái mẫu tản nhiệt này rồi. Cực kỳ đơn giản. Dùng cái này thì quá là tiện lợi luôn. Chúng ta mang đi đâu cũng được, không cần lo đến việc là nguồn đâu để cắm cho nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái mẫu tản nhiệt nó to hơn, nó nặng hơn một tí, đó chính là mẫu Memo DL10. Với cái mẫu này thì chúng ta sẽ có cả một cái quả pin rời ở bên ngoài. Chúng ta sẽ có bên dưới là mẫu tản nhiệt DL10 đấy, nhìn nó vuông vuông, gọn gọn, thon thon như thế này. Và cách để chúng ta đặt quả pin này thì cũng vô cùng đơn giản, đặt trúng cái ngàm và sau đó nam châm sẽ tự hít. Để có thể dùng thì chúng ta bấm cái nút nhỏ nhỏ phía bên dưới này. Và với Memo DL10 các bạn sẽ có một cái màn hình nho nhỏ để có thể theo dõi được cái mức nhiệt độ trên bề mặt của nó là bao nhiêu. Và khi mà mình đo cái mức nhiệt độ ở đây này thì nó cũng khá là chuẩn đấy chứ. Đồng hồ của quạt hiển thị là 8 độ và mình đo ra được khoảng chừng là 7 độ, cũng khá là sát với nhau. Và với cái mẫu Memo DL10 này thì cái ngàm của nó cũng rất là rộng, nên nó có thể phù hợp được với nhiều những mẫu điện thoại khác nhau. Ví dụ như ở đây thì mình cũng đang dùng với Oppo Find X5 thì nó vẫn có thể kẹp vào ngon lành cành đào luôn. Và với những cái mẫu tản nhiệt kẹp như này á, chúng ta không cần phải lo lắng đến việc là chuẩn bị những cái đồ để dán lên mặt lưng, đây cũng sẽ là một sự tiện lợi. Với cái mẫu tản nhiệt này thì bên trong chúng ta cũng sẽ có đèn led RGB để chiếu vào cái phần quạt để cho nó đẹp hơn. Và thêm nữa thì cái quạt này khi mà chúng ta dùng với pin á, nó sẽ quay chậm chậm, nó sẽ quay ở một cái tốc độ vừa phải hơn để cho cái quả pin này có thể sử dụng kéo dài được. Và cái dung lượng pin nó sẽ có là 2000 mAh. Còn khi mà chúng ta cắm cái sợi dây USB-C vào đây, các bạn thấy tiếng quạt nó tăng lên không? Quạt nó sẽ quay ở một tốc độ mạnh hơn và cái hiệu quả làm lạnh nó sẽ tốt hơn, nó giảm được thêm tầm 2 độ đó các bạn. Thế nên đây cũng sẽ là một cái lưu ý nhá. Nếu như các bạn đi ra ngoài thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng pin, hoàn toàn ok. Còn nếu như các bạn muốn lạnh maximum thì các bạn có thể cắm thêm nguồn điện ngoài vào, hiệu quả làm lạnh sẽ tốt hơn. Và khi chúng ta muốn sạc cho cái quả pin 2000 mAh này á, các bạn chỉ cần lắp nó vào trong cái quả tản nhiệt, sau đó các bạn cắm cổng USB-C vào. Ở trên đây sẽ có một cái vòng tròn màu trắng nó chạy 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 là khi đó quả pin đã đang được sạc. Ok, và đó là Memo DL10. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với một mẫu tản nhiệt cuối cùng trong video ngày hôm nay. Chuyển sang với mẫu tản nhiệt cuối cùng, đó chính là mẫu X3. Nó có cơ chế nam châm, các bạn chỉ cần đặt vào đúng cái khớp thôi là nó sẽ tự hít cực kỳ chặt. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có một sợi USB-C để có thể sạc pin
vào đây. Và cái cách sạc thì cũng giống tương tự như mẫu Memo DL10 này thôi. Các bạn chỉ cần gắn pin vào cái thân quạt, sau đó thì cắm cổng USB-C vào. Khi đó thì nó sẽ hiện lên một cái đèn xanh ở dưới đây là báo đang được sạc. Ok, với cái mẫu tản nhiệt X31 này thì cái cơ chế hoạt động của nó cũng giống tương tự như hai cái mẫu tản nhiệt còn lại. Chúng ta chỉ cần đặt pin vào, sau đó thì các bạn sẽ kích hoạt bằng cái nút ở dưới đây. Và khi đó thì cái mẫu quạt này nó cũng sẽ được hoạt động. Và cái nhiệt độ thấp nhất mà cái quạt này nó đạt được ấy, sẽ là ở mức 8 độ hiển thị ở trên màn hình ở đây. Và khi chúng ta cắm cái cổng USB-C vào thì quạt cũng quay mạnh hơn và hiệu quả làm lạnh cũng sẽ tốt hơn, giống tương tự như cái mẫu Memo này. Nói chung là khi mà cắm điện vào thì tất cả những mẫu quạt này nó sẽ chạy ở maximum và khi đó nó sẽ làm lạnh tốt hơn. Và tất nhiên như ở đây thì mình đang sử dụng chiếc iPhone 11 Pro để chơi tựa game Diablo Immortal. Thì đây là mẫu tựa game nó lên tới là 20GB, nặng hơn một chút so với Genshin Impact. Thì iPhone 11 Pro nó cũng là một con máy khá già cỗi rồi và gánh cái tựa game này thì nó drop FPS khá là nhiều. Thế nhưng khi mà mình đặt cái mẫu tản nhiệt này lên, nó làm mát cho con chip thì cái hiệu năng và độ ổn định của nó được cải thiện rất là nhiều. Màn hình không bị giảm độ sáng và FPS gần như không bị drop, nên khi mà các bạn thấy mình đánh quái này, uầy, nó mượt thực sự luôn các bạn ạ. Mượt mượt một cách dã man tàn bạo luôn. Nó giống như kiểu đang 11 Pro mà nâng cấp lên tận iPhone 13 đó các bạn. Đánh sướng lắm. Ok, và trên đó là video mình chia sẻ đến cho các bạn về 3 mẫu tản nhiệt sẽ mang lại cho chúng ta một cái độ tiện lợi cực kỳ ngon khi mà các bạn có nhu cầu đấy là mang điện thoại ra quán cà phê để chơi game mà không cần lo đến việc là nguồn điện ở đâu để cấp cho những cái tản nhiệt này. Bởi vì tất cả mọi thứ đều được tích hợp sẵn. Với con này thì có một quả pin tròn tròn ở bên ngoài. Với con này thì có hai pin ở hai bên. Và với con này thì sẽ nhẹ nhàng và có một quả pin bé bé nằm ở bên trong đây. Còn các bạn thấy sao về 3 mẫu tản nhiệt mà mình mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay? Hãy comment để lại ý kiến cho các bạn phía bên dưới. Và theo các bạn thì mẫu nào đáng mua nhất? Hãy bình chọn để chúng ta sẽ cùng xem nhé. Còn video này của mình thì giờ lại tại đây. Các bạn đã muốn tham khảo một trong 3 mẫu thì hãy bấm ngay vào đường link mình để phía bên dưới và mô tả của video để tới với phụ kiện Pico. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.